Sau đây là quốc ca Việt Nam. Trong công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào của chúng ta chết đớn đau trên vùng kinh tế mới, các chiến sĩ đã gửi xác thân nơi góc núi Vengeance hay trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường vượt biên vượt biển, trốn chạy đi tìm tự do, đã gửi xác thân nơi núi rừng biên giới hay trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm để thương tiếc cho những xác thân Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Và sau hết, xin đốt một nén tâm hương kính cẩn nguyện cầu anh linh các kháng chiến quân đã đón tiếp quên mình, hy sinh cho chính nghĩa, cho tổ quốc, mở đường canh tân con người và canh tân đất nước cho những lớp người đi sau đứng lên và bước tới. Phút mặc niệm bắt đầu. Ngày 29 tháng 9 tại thành phố Houston, Hoa Kỳ, hồn thiêng sông núi tỏa sáng ngời trước anh linh tiền nhân khi đang phảng phất đâu đây. Hồn thiêng ấy ngút cao ngàn đời và thiết đọc trong tim cả ngàn thế hệ tiếp sau. Cho dù thân xác nay đã rã tan, nhưng anh linh vẫn còn đó ngàn đời bất diệt. Giờ đây phút giây linh thiêng tưởng nhớ được hàng hàng lớp lớp chiến sĩ và đồng bào đã nằm xuống hy sinh vì đại nghĩa. Chúng tôi, những con dân Việt, vì nạn nước nên phải tha hương, nguyện một lòng không quản gian nguy cùng dâng cao lời thề, quyết giành lại quê hương trong tay quân thù để canh tân lại một Việt Nam oai hùng. Xin anh hùng các chiến sĩ và đồng bào để đến cho chúng ta lời nguyện sắp xong của chúng tôi. Phút mặc niệm chấm dứt, xin kính mời toàn thể quý vị an toàn. Xin mời tất cả các anh chị trong ban thẩm ca trở về vị trí.